Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi từ 7 giờ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 và cho đến thời điểm này việc đăng ký dự thi đã hoàn tất. Và điểm mới năm nay là việc đăng ký trực tuyến thực hiện 100% với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023. Còn đối với thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Cụ thể, có tổng số 1.025.166 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm 94,51%, số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp chiếm 5,49%. Trong các ngày đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh. Thời điểm này, các nhà trường đang tiếp tục ôn tập kiến thức trọng tâm cho học sinh. Bên cạnh các giờ học trên lớp thì các con cũng có những giờ học tăng cường và cũng rất chăm chỉ luyện tập các cái đề mà các thầy cô giao và phối hợp với các thầy cô trong các tiết học ở trên lớp. Xong thì nó cũng rất là căng thẳng, nhưng mà để mình có thể mà đạt được điểm mong muốn của mình thì mình phải giữ một cái đầu óc thật là thư thái và mình có thể học thế nào mà để cho nó chuyên sâu và có thể dễ tiếp thu bài trên lớp. Song song với việc ôn tập nước rút, bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5, các Sở Giáo dục và Đào tạo các trường tiếp tục rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh cho chính xác nếu có sai sót. Sau đó in danh sách thí sinh đã đăng ký trực tuyến, kiểm tra lần cuối và cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và danh sách, hoàn thành chậm nhất vào ngày 22 tháng 5. Sau đó tiếp tục kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh và kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 5. Kỳ thi trung học phổ thông năm nay thì sẽ có một số điểm mới nữa, như là cách tính điểm ưu tiên, quy chế thi năm nay sẽ bỏ quy định thí sinh được mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi nhằm phát hiện tiêu cực. Và việc thanh tra cũng áp dụng theo quy chế bổ sung, thanh tra sẽ không được tham gia bất kỳ khâu nào trong kỳ thi. Kỳ thi đang ngày càng đến gần, và để học sinh phụ huynh hiểu rõ hơn về những điểm mới trong kỳ thi lần này, tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Vâng thưa ông, còn hơn một tháng nữa là các em học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Và đến nay thì công tác tổ chức cho kỳ thi này được Bộ Giáo dục cũng như các địa phương chuẩn bị như thế nào? Bộ Giáo dục Đào tạo đã có cái chuẩn bị từ sớm, từ xa. Trong đó ba nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất đó là thành lập ban chỉ đạo kỳ thi. Và thứ hai là hoàn thiện các văn bản về pháp quy. Trong đó lớn nhất đó là cái thông tư 06 sửa đổi của thông tư 15 và thông tư 05 về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và văn bản hợp nhất 02 của thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai nữa đó là cái văn bản hướng dẫn 1515 ban hành ngày 17 tháng 4 của 2023 để hướng dẫn cho việc là đăng ký dự thi và quá trình thi của các địa phương. Và đến giờ phút này thì cơ bản là các văn bản pháp quy của Bộ đã xong và chúng tôi đang chuẩn bị trình cho Thủ tướng Chính phủ cái dự thảo về chỉ thị của thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Đồng thời với đó thì các địa phương hiện nay cũng đã tập trung cho việc đó là xây thành lập ban chỉ đạo rồi cái kế hoạch thi của địa phương. Năm nay có những điểm mới như là cộng điểm ưu tiên, miễn thi ngoại ngữ phải cập nhật các minh chứng kèm theo ngay khi đăng ký dự thi thì mới hợp lệ để xem xét cộng điểm. Nếu thí sinh không cập nhật đầy đủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khi xét công nhận tốt nghiệp. Vậy ông cho biết về những điểm mới này và lưu ý gì với thí sinh? Nếu có sai sót các em phải làm như thế nào ạ? Miễn thi ngoại ngữ thì hàng năm đã có rồi. Và các em lưu ý là việc tích vào ô để được ưu tiên hoặc là miễn giảm của thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên cái việc này các em lưu ý cho là nếu các em muốn sử dụng một môn ngoại ngữ để thi để xét tuyển đại học, tuyển sinh đại học hoặc là cao đẳng sư phạm thì các em phải đăng ký môn thi ngoại ngữ đó để thi và để tuyển sinh đại học. Đây là một trong những điểm mà các em cần lưu ý. Điều thứ ba nữa đó là các cái minh chứng về xác thực về ưu tiên khác thì cũng như mọi năm là các em đương nhiên phải nộp tại cơ sở nơi đăng ký để có minh chứng để xác thực cho cái việc đó là các em được nhận ưu tiên. Ví dụ con liệt sĩ, con thương binh, các điều kiện khác. Công tác phối hợp với các bộ ban ngành, trong đó là vai trò của Bộ Công an như thế nào để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này, thưa ông? Thì trong chỉ thị của thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023
là đã chỉ đạo cái việc phối hợp giữa các bộ ban ngành cùng với Bộ Giáo dục Tạo để triển khai và thi an toàn nghiêm túc cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Trong đó nhấn mạnh nhiều nhất đó là sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục Đào tạo với Bộ Công an. Đây là hai đơn vị mà phối hợp trong việc là đảm bảo an ninh an toàn, đặc biệt đó là phòng chống về cái gian lận trong cái công nghệ cao. Mà đây là một trong những phương án mà chúng tôi phải tính toán nhiều. Và hơn nữa đó là giữa hai bộ đã có cái phối hợp để có cái văn bản mới của năm 2023 thay cho văn bản của năm 2022. Và trong đó cụ thể hơn cho cấp của hai bộ và thứ hai là các địa phương, các sở ban ngành của địa phương để phối hợp với nhau triển khai tốt nhất. Đặc biệt đó là phòng chống gian lận về công nghệ cao và cái an toàn an ninh. Một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Tiếp sau đây sẽ là cụm tin chính sách đáng chú ý.